Xin chào tất cả mọi người đã trở lại với channel của mình hen. Thì hôm nay mình sẽ dẫn mọi người đi thăm chùa Thanh Thủy, mà người Nhật gọi là Kiyomizu Tera nha mọi người. Đây là một trong những ngôi chùa nổi tiếng nhất nước Nhật và được UNESCO công nhận di sản văn hóa thế giới vào năm 1994 nha mọi người. Thì hàng năm á, chùa Thanh Thủy có hơn 3 triệu lượt du khách đến cúng bái luôn mọi người, đến từ Nhật Bản nè, Trung Quốc rồi các nước trên thế giới nữa. Trước mắt mọi người đó là cái cổng nhị môn, hay gọi là cổng đỏ đó mọi người. Ngoài ra Kiyomizu còn nổi tiếng ở cái vũ đài Kiyomizu. Đây là nơi hình thành nên câu nói nổi tiếng của người Nhật, đó là nhảy từ vũ đài Kiyomizu. Tại sao lại như vậy? Thì vào thời xa xưa, thời Edo đó mọi người, thì người ta hay lên đây nhảy xuống để thể hiện quyết tâm là một việc gì đó, cũng giống như là giao sinh mệnh cho Phật và Quan Âm vậy đó, nên là rất là thiêng liêng. Thực ra ngôi chùa này có truyền thống lịch sử rất là lâu đời, được xây dựng từ những năm 778, nhưng mà sau đó vì bị hỏa hoạn này kia nên nó bị phá hủy nha mọi người. Sau đó thì hiện nay thì nó được xây dựng lại từ năm 1963 cho đến hôm nay. Thì chùa Thanh Thủy này có rất là nhiều điều thú vị luôn. Trong chùa thì có ba ngọn suối nhỏ tượng trưng cho sự trường thọ, rồi tình duyên, rồi học hành thành đạt. Tiếp theo là cái vũ đài Kiyomizu, vũ đài trong cái chùa Thanh Thủy này làm từ 139 cây cột mà không có đinh luôn. Tất cả đều nối với nhau mà không có đinh luôn. Hay không mọi người? Ngoài ra từ cái vũ đài của chùa Thanh Thủy thì mọi người sẽ nắm được cái toàn bộ cái thành phố Kyoto, toàn bộ cái cố đô Kyoto, rất là đẹp, tuyệt vời lắm. Thì mình cũng không dông dài nữa, mọi người cùng mình đi khám phá chùa nha.